Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, hôm nay Truyền thông Thành Võ sẽ hướng dẫn về điều kiện đăng ký khám và hỗ trợ điều trị bệnh tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không ở ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Về điều kiện đăng ký khám và hỗ trợ điều trị bệnh, bệnh nhân được đăng ký khám và hỗ trợ điều trị bệnh phải đủ các điều kiện sau: là bệnh nhân mắc bệnh ung thư và có mang đầy đủ hồ sơ bệnh án chẩn đoán tại bệnh viện trong nước Việt Nam. Bệnh nhân phải mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Bệnh nhân phải có ít nhất một người thân là cha, mẹ, vợ chồng, con cái của bệnh nhân hoặc người bảo hộ pháp lý có xét duyệt của cơ quan có thẩm quyền đến để cam kết bảo lãnh và chịu trách nhiệm với phòng y học cổ truyền. Bệnh nhân phải có người đi theo nuôi bệnh trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị bệnh tại phòng khám. Người nuôi có thể là cùng một người ký bảo lãnh ở trên hoặc là bất kỳ người thân nào trong gia đình, dòng họ của bệnh nhân. Không cho phép thuê mướn người ngoài, người không có quan hệ với bệnh nhân làm người nuôi bệnh. Người bảo lãnh hỗ trợ điều trị bệnh và người nuôi bệnh cho bệnh nhân phải mang theo căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân chứng thực được thân phận. Nếu không đủ các điều kiện trên, bệnh nhân chưa được đăng ký khám và hỗ trợ điều trị bệnh tại phòng y học cổ truyền Cha Tường Yêu Thương Cho Không. Về nguyên tắc của phát đồ trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị bệnh, đối tượng kiêng cữ và không sử dụng thực phẩm có nguồn gốc động vật. Ví dụ tất cả các thịt cá và các loại hải sản như tôm, cua, ruốc, mực, ốc, mật ong, nước yến, sữa có nguồn gốc từ động vật, trứng, phô mai, chỉ ăn được cháo nano trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị. Cụ thể là sẽ không được ăn cơm, ăn xôi, hủ tiếu, bánh canh, bánh hỏi, bánh bao, vân vân. Người bệnh được phép ăn uống thêm các thực phẩm có nguồn gốc thực vật như các loại rau, củ, quả, nấm, đậu, hạt, trái cây, sữa ngũ cốc, sữa đậu, sữa hạt, vân vân. Không được, bệnh nhân và người nuôi tuyệt đối không được ăn tất cả các loại đạm động vật và các chế phẩm từ đạm động vật. Lưu ý, nếu bệnh nhân và người nuôi ăn lén sẽ bị từ chối điều trị ngay lập tức. Người bệnh và người nuôi không được rời nhà trọ để đi chơi, đi về nhà, giải quyết các việc cá nhân. Người nuôi không được tự ý rời bỏ bệnh nhân ở lại một mình tại nhà trọ để xử lý việc riêng. Nếu người nuôi có việc đột xuất phải báo cáo các thầy và đổi người thân nuôi mới. Bệnh nhân không được ở nhà của mình hoặc ở nhà của người thân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh để bảo đảm quá trình điều trị không sai phác đồ. Cha Tường mất rồi, bây giờ là còn mấy thầy cứ dẫn em ra đi. Tại vì từ ở Ninh Thuận, là nhà thương Ninh Thuận mới chạy, mới cho giấy chuyển viện vô nhà thương chúng ta 115. Vô đó rồi là bác sĩ là cho ngày mai lại là cho xét nghiệm máu, hai lần xét nghiệm, rồi ngày mốt lại là ngày hôm qua, là bác sĩ mới là cho biết kết quả, mới kêu riêng em lại là tới phòng để nói chuyện. Chứ không có cho bệnh nhân nghe. Bây giờ là chị là cái gì? Đó là chị dâu. Bây giờ là chồng chết. Hai đứa con thì một đứa thì là ở bên vợ, còn một đứa nhỏ còn đi làm để lo cho mẹ bệnh. Thành thử là nói thôi em đi vô trong đó. Thì hỏi đâu đó thì bác sĩ mới nói thôi bây giờ là đại diện cho người nhà. Thì là bây giờ bác sĩ nói nói là hai bên lá gan, một lá thì khối u bự nên cắt đi, còn một lá nữa là mục nhọt, ba bốn cái mục nhọt. Nhưng mà nếu mà nhà có điều kiện thì trị bên là tây y, là bên thuốc, thì sống theo thuốc mà không có khả năng là không biết như thế nào. Là bác sĩ Linh ở tại bệnh viện 115 á, rồi phải làm đốt cái lá gan còn lại, là cứ sống theo thuốc mỗi ngày là mấy trăm ngàn đó, là cộng lại là một tháng vậy là cỡ mười mấy triệu.
là nhưng gia đình có khả năng đó, nếu mà không có điều kiện thì tính theo cái không có điều kiện mà không biết là như thế nào, sống theo ngày nào thì được ngày đó. Đó là bác sĩ nói như vậy. Em mới nói thôi bây giờ cho xin xuất viện đi đó, chứ bây giờ nhà không có điều kiện đâu. Khổ lắm, thành thử là nó thôi bác sĩ cũng được, để cho là giấy ra viện. Đó là bác sĩ mới cho làm giấy ra viện ngày hôm qua, rồi 1 giờ lấy giấy ra viện, rồi là bắt đầu bắt xe xuống dưới xe miền Tây, rồi mua giấy xe chạy xuống đây luôn. Đó, em mướn phòng nghỉ ở tại ở gần đây, rồi mướn sáng đi xuống đây. Thì trường hợp này thì tụi con nhận. Tại vì mục tiêu của phòng khám là giúp cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn cũng như là những hoàn cảnh mà không có điều kiện điều trị Tây y đó, thì trường hợp vậy thì tụi con sẽ giúp nha. Thì nãy giờ có 3 trường hợp này thì hồ sơ thì đã đầy đủ rồi. Coi như tụi con sẽ tiếp nhận 3 hồ sơ này để nhận bệnh nha. Thì con cắt lại cái căn cước này. Rồi bây giờ con sẽ phân tích nha, phân tích cái phác đồ điều trị ở đây, phác đồ hỗ trợ điều trị ở đây như thế nào. Rồi sau khi mình nghe xong á, mình hiểu được cái chương trình đây làm gì đó, rồi đặng mình biết trong suốt cái thời gian mình ở đây mình sẽ làm cái gì, cái mục tiêu cuối cùng của mình là mình muốn được cái gì, rồi mình phải làm cái gì để được như vậy nha. Để làm chi, để khi mà cái quá trình mà thực hiện cái phác đồ á, cái hỗ trợ chương trình đó, nó sẽ diễn ra một cách tốt đẹp. Cái viết đâu hết rồi ta? Không, cái hồi nãy cái viết à, đây này. Đây, bộ đó nó hết mực, cái bộ này nó còn. Bây giờ phương pháp ở đây là phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh ung thư nha, chứ không phải điều trị chỉ có Tây y mới điều trị thôi. Đó, Tây y điều trị bằng phương pháp phẫu thuật, xạ trị, hóa trị. Khi mà đã xác định được cái bệnh ung thư rồi thì bác sĩ người ta sẽ điều trị. Còn ở đây là y học cổ truyền, mình là y học cổ truyền. Y học cổ truyền không có điều trị bệnh ung thư mà chỉ là hỗ trợ điều trị bệnh ung thư thôi. Đặc biệt là ở đây tụi con sử dụng phương pháp thực dưỡng là chính, nên phương pháp tụi con sử dụng là phương pháp hỗ trợ, mà hỗ trợ bằng cháo nano nè, thảo dược nano nè. Đó, cái này là cái tên gọi mà cha Tường đặt ra mà cũng có cái ý nghĩa của nó. Bây giờ nè, tại sao khi mà mình mắc bệnh ung thư nè, ung thư mà mình lại ăn cái này mà mình không ăn những cái thực phẩm khác? Ví dụ như mình bình thường mình ăn cơm đi, mình ăn bún nè, mình ăn bánh canh, mình ăn cháo, mình nấu cháo thông thường đó, cháo bình thường, mình bắt trên son, mình ăn mì gói chẳng hạn. Nhưng mà mì thì nó không làm từ gạo nên con không liệt kê vô đây, con nói đi phần gạo thôi. Đó, nó xuất phát từ gạo ha. Đây, những cái này nè, nó làm từ hạt gạo ra. Mà tại sao mình lại quá trình hỗ trợ điều trị ở đây, tụi con không cho ăn cái này mà tụi con lại cho bệnh nhân ăn cái này? À, bây giờ nói chung là nó cũng là hạt gạo thôi, nhưng mà trong hạt gạo á là có cái lớp cám bên ngoài nè, bên trong hơn nữa nó có lớp trisin. Đó, cái này là cái chất ức chế nảy mầm nè. Cái chất này nó làm cho cái hạt lúa, cái hạt gạo nó không thể nảy mầm một cách tự do được, mà nó phải nằm ở dưới ruộng, nó có nước, nó có độ ẩm, có những cái dưỡng chất, bắt đầu nó mới mọc thành cây lúa. Thì cái chất này nè, nó còn trong đây, nó còn trong cơm nha. Mình ăn cơm vô là có chất này, mình ăn bún nó cũng có chất này, mình ăn bánh canh nó cũng có, mình ăn cháo bình thường nó cũng có. Cơ thể nè, một cái cơ thể bình thường đó, khi mà mình ăn những cái này vào cơ thể thì cơ thể nó sẽ tiết ra cái enzyme
để nó tiêu hóa được cái này. Sẽ có nhiều loại enzyme khác nhau để tiêu hóa nhiều loại thực phẩm khác nhau. Nhưng mà nó có cái chất này thì nó sẽ tạo ra một cái enzyme đặc trưng của nó để nó tiêu tiết được cái này, nó tiêu hóa. Đó là người bình thường nha, mình khỏe mạnh, mình ăn bình thường không có gì hết á. Nhưng mà khi đó bên cạnh đó mình mắc bệnh ung thư nè. Thì cơ thể mình nó sẽ chống bệnh, chống trong hệ thống là bạch cầu đó. Rồi chống trong hệ thống tự nhiên đó, hai hệ thống. Thì bạch cầu và tự nhiên này là hệ miễn dịch nha. Hệ miễn dịch. Đó, hệ miễn dịch. Cái hệ miễn dịch này nè, nó có nhiệm vụ chống lại bệnh ung thư. Đó. Thì cơ thể nó phải tạo ra mỗi ngày. Bây giờ trong cơ thể khi mình ăn này vào, nó sẽ làm nhiệm vụ 50% thôi và 50% thôi. Tại vì nó làm hai cùng lúc hai công việc, vừa đây là tiêu hóa nè, đó. Vừa đây là miễn dịch nè, đó. Thấy không? Nó làm hai nhiệm vụ đúng không? Vừa tiêu hóa chất này, vừa tạo ra miễn dịch. Mà mình biết rồi, cái công việc mà mình làm một việc thì nó làm nhanh, làm tốt, mà mình làm hai việc là nó chia ra. Bây giờ làm sao để giải quyết được bài toán đó? Thì cha Tường đã nghiên cứu cái cháo này nè, cháo này nè, sử dụng bằng hạt gạo đó, nấu bằng nồi áp suất, nồi áp suất ở nhiệt độ cao, độ cao, áp suất cao, ở nhiệt độ cao và áp suất cao. Khi mà mình nấu bằng nồi áp suất á, nó sẽ tiêu hủy được cái chất này. Còn mình nấu những thông thường như vậy nè là nó chưa tiêu hủy nha. Cô lấy ghế ngồi đi, lấy ghế qua đây ngồi, kéo ghế qua qua đây nè. Nấu những cái này nè, cháo nè, cơm nè, bún nè, bánh canh nè, thì chất này vẫn còn. Nhưng khi mà nấu bằng nồi áp suất rồi đó, nấu cháo á, thì cái chất này nó sẽ hủy diệt đi, tiêu hủy đi trong nồi cháo. Thì cơ thể mình sẽ ít phải tiêu tốn cái này. Nó đỡ đỡ gánh nặng lên cái vấn đề tiêu hóa. Nó tạo ra cơ điều kiện để cái hệ miễn dịch tốt hơn. Tới 50%, giờ là 100%. Đó, thấy không? Bây giờ nó tạo tạo ra cái hệ miễn dịch tốt hơn, tại vì nó đâu tập trung vô đây. Cái này nó sẽ thấy rõ khi mà sử dụng trên những bệnh nhân mà suy kiệt á. Tại ở đây tụi con nhận bệnh á, là tụi con nhận bệnh chủ yếu là giai đoạn muộn, giai đoạn mà bác sĩ trả về đó. Thì sao? Thì cái hệ tiêu hóa của bệnh nhân kém lắm, ăn uống không tiêu. Dường như ung thư gan mà nó tiêu hóa quá thì yếu rồi, ăn vô nó không tiêu nữa thì đâu có đâu làm gì được. Nhưng cái cháo nano nó giải quyết được cái này, cơ thể nó không tạo ra được cái enzyme nhiều nữa. Thì nó lúc đó thì cái cơ thể bệnh nhân, kể cả bệnh nhân suy kiệt vẫn ăn được cháo nano đó. Mình khỏe mình ăn được cháo nano để thanh lọc, mình yếu hơn chút mình vẫn ăn được, và mình suy kiệt mình vẫn ăn được cái cháo nano đó. Nó dễ hấp thu hơn. Ví dụ mình ăn được những cái loại thực phẩm này nhưng mà nó khó tiêu, nó làm mình chậm tiêu ở trong bụng mình, thì nó cũng không hấp thu được đó. Mà ở lâu, nằm lâu trong dạ dày mình, trong đường ruột mình, nó sẽ sinh ra chất độc. Còn trong cháo nano á, nó mất cái chất này nè, nên ăn vô cái nó hấp thu luôn, nó sẽ hấp thu đi nhanh hơn. Do đó đối với người bệnh ung thư mà giai đoạn muộn á, ăn cái này là rất là tốt. Cho nên là ở đây tụi con sử dụng cái này cho bệnh nhân ung thư đó. Mình hiểu ha, nêu đây rồi biết lý do tại sao mình ăn cái này mà mình không được ăn cái này. Lúc đó không được nói thèm nha. Đây là hồ sơ, nhưng mà tụi con chỉ mới cho viết cái mặt nội dung thông tin thôi, cái mặt ký tên á, cái mặt sau á, để mình thống nhất với nhau về cái phương pháp điều trị ở đây và cái mà mình thỏa thuận với nhau á. Thì lát nữa đọc qua coi thống nhất với nhau hay không rồi hẳn ký. Thì cái cháo nano này trong thuốc, thời gian ở đây là tụi con giúp cho mỗi bệnh nhân là 3 tháng. Cho nên là trong 3 tháng này nè, mình phải ở lại đây để mỗi ngày các thầy sẽ theo dõi, hướng dẫn ăn uống, chỉ định cho bệnh nhân làm gì
đó, thì mình không có được phép xin về nhà. Tại vì nếu mình xin về nhà thì phát đồ này coi như là mình bỏ đó. Tại vì về nhà rồi mình ăn uống không đúng, không đúng thì không ai giúp mình được hết á. Mình đang theo phát đồ mà mình bỏ ngang như vậy thì ngay từ đầu mình phải xác định nha, thời gian mình ở đây là 3 tháng nè, mình phải thu xếp cái công chuyện nhà của mình lại để mình tới đây mình dành hết thời gian để mình nghỉ ngơi, mình hỗ trợ điều trị cho nó đạt được kết quả cao. Chứ nếu như mà mình ở đây mà trong đầu mình cứ lẩn quẩn những công chuyện nhà, ai lo rồi tiền bạc rồi con cái rồi gia đình này kia nọ nữa, là nó sẽ lỡ dở cho mình đi. Với lại mình bệnh ung thư rồi, không có nhiều thời gian để mình lựa chọn đâu. Mình làm cái gì cũng vậy, xác định cho thật kỹ. Ở đây 3 tháng nè, thì trong 3 tháng này là chỉ ăn cháo nè, những cái này không ăn để tăng cái hiệu quả điều trị lên. Rồi vậy là nắm rồi ha, biết lý do tại sao tới đây phải ăn cháo nha. Ở ngoài thì mình phương pháp nhiều lắm, y học cổ truyền thì nhiều lắm, nhưng mà đối với ở đây là ăn cháo là chính đó, thì mình phải ăn cháo được. Chứ nếu mà mình ngán cháo, mình thèm mấy này là ăn nhiều hơn hả? Ý là giống như bữa thường thường mình ăn một tô, nhưng mình ăn 2 tô hơn tô rưỡi được. Tùy vào mỗi bệnh nhân khác nhau, ví dụ như cái sức ăn của mình tốt hơn thì mình ăn nhiều hơn một chút. Nhưng mà cái lượng nó cũng vừa phải, giữa cân bằng, giữa cái lượng muối. Ví dụ như mình ăn cháo nano đi ha, là chất lỏng đưa vào cơ thể, rồi mình uống thêm thảo dược cũng là nước, rồi ăn thêm trái cây, rau xanh nó cũng có tính nước, thì mình phải có cái lượng muối cân bằng để mình ăn vào đó nó không bị tuột điện giải của mình đó. Chứ nếu mình ăn loãng quá mà mình không có muối á, để cân bằng á, là mình sẽ bị tuột điện giải, nó bị mất cái muối trong cơ thể ha. Thì cái lượng muối nó sẽ cân bằng và cái lượng nước nó vừa đủ thôi, chứ mình không phải càng ăn nhiều càng tốt đâu nha. Đưa cái lượng nước vô người quá nhiều nó cũng không tốt, ở một mức độ nhất định thôi là đủ. Thầy thuốc ơi, lương y ở đây, lương y hả? Bệnh nào cũng ăn cháo 3 tháng hết không? 3 tháng á, 3 tháng là chương trình chung, chương trình chung của tất cả các bệnh nhân mà tụi con có thể giúp được. Tụi con ra chương trình 3 tháng cho một lần hỗ trợ điều trị, chứ không phải bệnh nào cũng giống nhau. Có khi cái thời gian của bệnh nhân đó sẽ đạt được kết quả 3 tháng, có khi nó thời gian nó sẽ dài hơn, bệnh nặng hơn thì thời gian dài hơn. Dạ, có khi bệnh nhân đó đợt 1 là 3 tháng nhưng mà họ vẫn chưa hết cái triệu chứng đó, thì có thể đăng ký thêm. Ở đây tụi con giúp thêm, ví dụ như 2 tháng, 3 tháng gì nữa đó thì tụi con sẽ giúp, chứ không phải nhất thiết là 3 tháng đâu. Để ung thư mà 3 tháng mà đạt hiệu quả cao thì nó không hẳn. Dạ, nó không thực tế ha. Cho nên là chương trình chung là như vậy, để làm chi? Để mình biết mà mình thu xếp cái công việc nhà đó. Chứ mình tới đây mà mình không biết thời gian ở lại bao lâu thì mình không thu xếp được. Mà mình biết được thời gian là mình tới đây được 3 tháng là có chương trình rồi. Mình thu xếp cái công chuyện ở nhà, lo gia đình, rồi công việc, rồi tiền nong gì đó. Mình biết ở 3 tháng mình sẽ tốn nhiêu tiền, mình ngồi mình tính ra. Chứ nếu mình ở đây mà mình không biết thời gian bao lâu á, là mình tính không được. Đó. Nó sẽ... Dạ được. Trong quá trình điều trị thì mình phải có một người nuôi theo kèm. Chứ không ở đây một mình. Bởi vì ở một mình nửa đêm, nửa hôm, lỡ như mà mình trúng gió đi hoặc đau đục thừa đi, đâu có kêu ai được. Chủ nhà trọ thì ngủ bên nhà, còn mình thì ở trong phòng, gõ cửa phía bên mình đi không nổi đó. Cho nên là người thân phải lúc nào cũng có mặt để chi, để an toàn. Người đi ký tên thì có thể là chồng, là vợ, con cái hoặc cha mẹ ký. Nhưng mà người ở lại đó thì các thầy dễ hơn. Cái người ở lại đây á thì cho anh chị em ruột hoặc con cô bác hay gì đó là được, nhưng mà không được cho người ngoài mướn hoặc mượn người ngoài. Bởi vì cái người ngoài á, người ta lấy tiền mình được, người ta chăm sóc cho mình, nấu ăn cho mình được, nhưng mà chỉ phần đó thôi. Lỡ như mình đang khó chịu trong mình, cần đi bệnh viện, rồi cái người mà đi nuôi mình á, mà là người ngoài á, người ta sợ trách nhiệm, người ta sợ có gì liên lụy đó, người ta không dám theo, người ta cũng không thể ký tên bảo lãnh cho mình để mà lên bệnh viện mà phẫu thuật hay là xử lý triệu chứng gì hết, người ta bỏ mình.
Cho nên ở đây các thầy chỉ cho phép người nuôi là người thân trong gia đình thôi, chứ không cho người ngoài. Đó, nói vậy đó. Dạ. Thầy lương y là y sĩ học cổ truyền, không phải là bác sĩ. Rồi bây giờ là chỗ này hiểu ha. Vô đây ăn cháo là khi ký vô đây là bút xa gà chết nha, là lúc đó là không được xin ăn cái lãnh những này đâu á, thèm cũng không cho ăn. À, sao cô? À, bây giờ thầy nói chỗ này bệnh nhân sẽ khác nhau ở điểm này. Cái giai đoạn bệnh là đã đành ha. Mỗi bệnh nhân có người thì giai đoạn sớm, có người thì giai đoạn muộn. Nhưng mà cái này thì mình thấy biết nè, acid kèm. Đây là than pH, đây là trung tính. Cái than pH này nè, mình cứ nghĩ đơn giản là cái môi trường bên trong cơ thể. Cái môi trường, nếu mà môi trường bên trong cơ thể là acid là cái bệnh ung thư nó sẽ phát triển đó. Đó. Mình mắc căn bệnh ung thư mà cái môi trường của cơ thể mình á là acid là cái bệnh đó nó càng tăng đó. Mà cái môi trường trong cơ thể đó mà nó là kèm đó, thì cái bệnh ung thư nó sẽ được khống chế tốt hơn đó. Cho nên là để cái môi trường bên trong của cơ thể mình nó không bị acid mà nó được kèm, thì mình phải biết được những nguyên nhân nào làm cho nó acid, cái nguyên nhân nào làm cho nó kèm. Trước khi mình mắc bệnh ung thư thì cái này là cái giống như là cái mà mình đã tích lũy sẵn rồi. Tới hồi mình bệnh ung thư thì cái này nó đem ra nó xài. Cái người mà mắc bệnh ung thư mà cơ thể acid sẽ khó chữa và khó điều trị hơn cái người mà cơ thể kèm. Đó, cơ thể kèm thì nó sẽ khống chế bệnh tốt hơn. Ví dụ như mình lỡ mình mắc bệnh ung thư đi mà cơ thể mình kèm thì cái khả năng mà mình khống chế bệnh nó tốt đó. Còn cơ thể acid là nó đẩy bệnh ung thư đi lên đó. Bây giờ những cái nào tạo ra acid nè? Nước ngọt. À, nicotine là thuốc lá đó. Mình không có hút nhưng người khác hút mình hửi, đó là hút gián tiếp. Cồn. Hóa chất nó có hai thứ. Hóa chất ở trong cái công việc của mình làm, hóa chất trong môi trường làm việc, hóa chất thực phẩm. Trong thực phẩm thì nó có sử dụng những loại cái hóa chất thực phẩm, ví dụ như chất bảo quản nè, chất tạo màu, chất tạo mùi, chất ổn định axit. Đó là những cái hương liệu mà người ta bỏ vô đó, mặc dù là nó an toàn đó, nó cho phép trong cái ngưỡng nào đó nhất định, nhưng trên nguyên tắc là nó là những cái thực phẩm đó nó không tốt cho sức khỏe, chỉ những thực phẩm tự nhiên thôi. Còn trong công việc nó chỗ nào, trong thuốc trừ sâu nè, rồi trong cái thuốc nhuộm nè, trong các cái loại hóa chất trong giày da, ngành may mặc, rồi công nghiệp rồi đó, rồi xăng dầu đó. Rồi nhiều nữa, trong môi trường mình ô nhiễm môi trường nó cũng bị. Rồi cái kế tiếp nè, cái đạm động vật. Cái đạm động vật nó là acid. Nếu mình ăn cái này vào nè, nó tạo ra môi trường acid cho cơ thể đó. À, là mình đang tích lũy độc tố cho cơ thể đó. Mặc dù mình thấy mình ăn cái này mình thấy khỏe đúng không? Mình cảm thấy mình ăn, những người mà người ta đi làm á, thợ hồ hoặc là lao động nhẹ nặng á, mình phải ăn cái này thì mình mới có sức, chứ mình ăn cái đạm thực vật thì cảm thấy nó không có sức khỏe. Thì mình thấy có sức nhưng mà nó là acid á, nó tạo cho môi trường trong cơ thể là bệnh tật. Nhưng mà nó có hai cái nguồn chính nha, casein và glutamine. Đó, casein và glutamine nó có trong thịt nè. Cái chất này nè có trong thịt, còn chất này nó có trong sữa. Hai cái chất này nó sẽ nuôi tế bào ung thư. Cái ung thư á, ung thư nè. Đó, nguyên nhân của căn bệnh ung thư ha,
bây giờ nè, trong cơ thể mình có 60.000 nè, đến 100.000 tỷ tế bào. Mà viết ra đó, viết ra cái con số á là dài lắm. Đó. Đó. Ba. Đó. Đây là số lượng tế bào đó. Ít nhất nè, cái số lượng tế bào ít nhất trong cơ thể nè. Nó giống như là cái tổng cái dân số á. Còn dân số của thế giới gì? 8 triệu người. Đó. Ta xin lỗi, 8 tỷ người. Dân số thế giới là 8 tỷ người. Mà so với cái con số cái tế bào ở trong cơ thể, mình thấy nó chênh lệch khủng khiếp không? Thấy chênh lệch khủng khiếp không? Đó. Mà cái số lượng này nè, cái số lượng tế bào ở trong cơ thể này nè, nó sẽ nằm trong môi trường axit là sẽ bệnh đó. Mà nằm trong môi trường kiềm thì sẽ khỏe. Số lượng này nó có thời gian sống nha. Ví dụ như cái tế bào máu, tế bào gan, tế bào này, tế bào kia, thời gian sống ngắn vài tiếng hoặc thời gian dài hơn là tới một tuần, hai tuần, dài hơn nữa là 120 ngày. Đó là cái thời gian sống của từng tế bào nó khác nhau. Nhưng mà khi mà tế bào đó mình tiếp xúc với hóa chất nè, đó, thì tế bào đó có thể nó sẽ bị nhiễm độc, nó bị chết, hoặc là tiếp xúc với virus, vi khuẩn, nó bị tác động bởi vi khuẩn, virus, nó có thể chết sớm. Mà trong quá trình chết như vậy đó, nó sẽ sinh ra đột biến. Tại quá trình nó phân bào mới đó, đột biến. Đột biến dẫn đến ung thư. Đó. Cho con hỏi là hồi đó giờ mình có ăn chay trường không? Hả? Ăn chay trường đó nha. Sao mình không ăn chay trường luôn? Từ hồi bệnh tới giờ mới ăn. Chứ hồi trước đó chưa ăn. Vậy mới bệnh hồi lúc là cách tới đây là có mấy con năm thôi. Thì sao hồi đó mình không ăn luôn? Tại vì ở bên đây là bên Nam Tâm đó. Dạ. Thành ra người ta cúng dường cái gì đó, mình nhận cái đó thì mình nhận cái đó. Dạ, thì cái đó là theo đạo đạo rồi. Dạ. Nhưng mà thầy đang nói này không phải tôn giáo nha, thầy đang nói về khoa học. Dạ. Mình dù sao chứ chăng nữa, giữa phải cân bằng giữa tôn giáo và khoa học. Cái nào hợp tôn giáo, cái nào hợp khoa học thì mình làm theo. Nhưng mà thầy nói về riêng về vấn đề khoa học thôi, thầy không có đụng tới tôn giáo, là đó mảng khác rồi. Nhưng mà đạm động vật nó vẫn là axit. Mình càng ăn nhiều nó vào, mình tích lũy cái này nè. Mình mỗi ngày mình bỏ ống vô đó, bỏ ống cái bệnh tật hoặc bỏ ống sức khỏe làm cho mình á. Đang khỏe nè, đang khỏe nè, đang khỏe nè. Tích lũy đi. Rồi tới hồi mình bệnh là lúc đó mình thấy cái cảnh như nó. Cái người mà đang axit nè, chuyển qua kiềm sẽ lâu hơn cái người đã kiềm sẵn rồi. Cái quá trình chữa bệnh vậy, cái người này nó sẽ, người này khỏe hơn cái người này nè. Cho nên lưu ý nha, vô đây là tuyệt đối là đụng tới cái này là không cho rồi đó. Tại nó là axit. Còn bên đây kềm nè, như rau xanh, trái cây, nước kềm, pH 8.5 tới 9.5. Cái nước kềm này nè, ở đây các thầy cung cấp cho mình không phải chỉ sợ, không phải sợ đi kiếm đâu hết á. Mỗi ngày sẽ được cấp cho nước cháo nano. Cháo nano thì các thầy hướng dẫn cho nấu, gạo thì ở đây các thầy cấp thảo dược đó, ở đây các thầy cung cấp cho mình những thứ đó đó. À, mình chỉ được phép sử dụng những thứ bên đây thôi, còn những thứ bên này là phải loại bỏ hoàn toàn. À, nó còn một thứ nữa là mất ngủ, stress. Stress là căng thẳng đó. À, căng thẳng vô đây là hoàn toàn bị loại bỏ hết. Mình không mất ngủ là lý do vô đây bắt thầy bắt buộc mình phải ngủ đủ giấc. Mình không chết là mình đã bỏ được cái công việc ở nhà, đâu có suy nghĩ gì về việc nhà. Mình tập trung vô đây là mình chỉ nghỉ dưỡng thôi, mình bỏ hết, gác bỏ hết đi. Rồi chừng nào mình về nhà đó, người nhà mình lo cho mình. Còn cái chuyện ở đây đó, mình phải gác bỏ hết những cái lo lắng của mình ở nhà, thì mình sẽ không bị những cái này nó ảnh hưởng nè.
Còn cái này là tuyệt đối là không được đụng tới nha. Mình ăn mới có thời gian gần đây thôi, nhưng bây giờ là tuyệt đối là không được đụng vô luôn nè. Ai ở lại nuôi vậy thì thầy sẽ không được phép đụng tới cái này. Mặc dù là tôn giáo là cho ăn, nhưng mà ở đây các thầy nói là cái chương trình điều trị mình phải chấp nhận cái này là cái chung nha. Mình khi mình tới cái cơ sở điều trị đó, các thầy sẽ không tính về vấn đề mình tôn giáo đâu. Các thầy chỉ tính vấn đề góc độ khoa học thôi. Cho nên là đừng hỏi tại sao các thầy bắt ép như vậy nha. Cái đó thì con cũng xin lỗi. Xin lỗi là giống như là mặc dù tôn giáo mình cho ăn, nhưng mà theo nguyên tắc ở đây là tụi con phải giữ cho bệnh nhân đó. Để giữ cho bệnh nhân mình điều trị nó hiệu quả. Ví dụ như ở đây mình không ăn cái này, người bệnh nè, không ăn cái này, mà người thân của mình, người đi nuôi á, mà ăn mỗi ngày thì thèm, bệnh nhân thèm, bỏ không được. Nó có nhiều lý do lắm. Cái yếu tố tâm lý á, bây giờ thầy đang nói, hồi nãy giờ thầy nói về vấn đề là chế độ ăn ha, là của người bệnh. Thì người bệnh thì bắt buộc phải ngưng rồi, tại vì nó acid mà, ăn như là ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhưng người nuôi thì đâu có ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng mà nó ảnh hưởng một vấn đề khác, vấn đề tâm lý của người bệnh. Không chỉ thèm không đâu, mà bản thân cái người đi nuôi á sẽ nóng ruột người bệnh, không có động lực để mà mình thúc đẩy cái quá trình điều trị lên được, hỗ trợ điều trị được. Ví dụ như mình đi ra ngoài mình ăn đâu sao thèm, có thấy đâu thèm. Ví dụ như đây nói là mình đi ra ngoài mình đi công chuyện chút xíu, thì người bệnh đâu biết, nhiều khi tưởng đi chợ mua đồ ăn hoặc là đi đâu đó chút rồi quay về thôi, đâu biết mình đi ăn. Nhưng mà cái người đi nuôi á, mình ăn xong ở bên ngoài mình trở vô phòng mình nhìn thấy cái người bệnh của mình ăn uống khắc khe hơn, mình thấy mình nóng ruột lắm. Trời ơi, sợ cô ăn không nổi, sợ bác ăn không nổi. Đúng rồi, nhưng mà hai bên á, người bệnh với người nuôi, mình nấu chung cái món ăn đi ha, ăn trong cái phạm vi mà nó không ảnh hưởng tới cái bệnh lý á. Đó, những này nè, ví dụ như mình nấu rau xanh trái cây, mình nấu món kho gì đó, hoặc là luộc, hoặc là xào, hoặc là nấu canh súp gì đó, mà người nuôi nấu cho người bệnh, người nuôi ăn chung với người bệnh, là phải hai bên thấy vui vẻ không, là thấy có động lực liền, vừa ăn mình vừa động viên nhau. Rồi thôi cố gắng đi cô. Dạ được, đây nè, rau xanh trái cây là nó có tính kiềm. Bên cạnh việc ăn cháo á, ở đây các thầy sẽ cho ăn kèm theo cái này, nhưng cái này là phụ nè, để mình duy trì cái dinh dưỡng của mình. Mình không thể không có cái này, nếu không có cái này thì mình sẽ thiếu chất. Mà mình có cái này nữa, mình vừa chữa bệnh mà mình vừa có dinh dưỡng. Đồ chay nè, bây giờ nói thêm về vấn đề đồ chay, thực phẩm chay đó. Ví dụ như thực phẩm chay nó có hai nguồn, là thực phẩm tự nhiên và thực phẩm đã qua chế biến. Chế biến thì nó có nhiều loại, ví dụ như người ta làm đồ giả chay đó, đồ giả mặn đó, tôm kho nè, rồi mực kho nè đó, rồi sườn nâu đó. Thì những cái này nè, nó sẽ bỏ chất bảo quản vào, nó bỏ những cái hóa chất vào, nó bỏ hương liệu vào. Mình né cái này mà mình nạp cái hóa chất trong thực phẩm cũng như không à. Tự làm. Những cái này nè, rau xanh trái cây nè là phải sạch tự nhiên đó. Mà ví dụ như rau xanh trái cây nè mình ăn mà nó có phân thuốc hóa học ở đó, ví dụ như sáng người ta buôn bán mình đâu có biết đâu, người ta đem ra chợ, nhưng mà phải xịt thuốc để cho nó tươi hay gì đó, thì mình ăn mình dính cái hóa chất của mấy cái này cũng ảnh hưởng, tại vì nó là hóa chất mà đó. Nhưng mà vậy thì sao, mình có những cách để xử lý những cái này. Thứ nhất là mình rửa qua nước muối, ngâm nước muối đó. Cái thứ hai là mình rửa qua cái nước nè, pH 11.5, nước kiềm mạnh á. Cái thứ ba là rửa nước giấm, nuôi con giấm nuôi á, mình rửa bằng nước giấm đó. Cái thứ tư là mình trộn qua, thay vì mình về nhà mình đem cái này ra mình nấu canh súp liền, mình nên trộn qua một nước rồi bỏ cái nước đó đi, lấy cái nước thứ hai mình dùng đó. Là mình an toàn những cái loại thực phẩm rau xanh trái cây đó. Thì cố gắng làm y vậy đó, là cái chế độ ăn của mình nó tốt,
an ninh thực phẩm mình phải tăng lên đó. Đó, thấy không? Chứ không phải đồ chay là mình được phép ăn đâu. Ở đây các thầy không có định hướng cho mình ăn chay, chữa bệnh mà. Cái nơi mà y học cổ truyền thì định hướng cho bệnh nhân về cái vấn đề dinh dưỡng, cái thực dưỡng là chính. Mà cái trọng tâm của cái đó là cháo nano nè. Ở phương pháp Osawa thì có gạo lứt muối mè đó. Nhưng mà ở đây các thầy sử dụng gạo lứt muối mè đối với bệnh nhân mà yếu, sức khỏe yếu, ung thư giai đoạn muộn sao ăn được, đâu ăn được. Đâu thể nào nhai mà nhai hoài được, không có sức để nhai luôn á. Nhưng ăn cháo nano này nè, nó hỗ trợ vấn đề tiêu hóa rất là nhiều. Ăn vô thời gian thấy trong người mình bớt đau, bớt nhức, cũng như là dễ tiêu. Đó. Cỡ nào cũng tiêu được, ung thư gan cũng tiêu được. Những ung thư hệ thống tiêu hóa đó là đều ăn được hết. Những bệnh lý ung thư khác nó dễ hơn. Ha, hiểu rồi ha. Bây giờ là biết mình đang đứng ở đâu chưa? Bây giờ xác định mình đang đứng ở bên này hay là bên này chưa? Mỗi bệnh nhân tự trả lời cho mình nha. Cái này thầy không trả lời. Rồi người nhà nữa, không phải người bệnh đâu. Mình hiểu được cái chỗ đó rồi, mình tự mình tích lũy cho mình. À, bên đạo Công giáo sử dụng từ tích dầu. Rồi bên kia thì thầy nghĩ chứ tích phước, tích đức gì đó không biết. Nhưng mà mình tích lũy cái sức khỏe cho mình nè. À, cái sức khỏe của mình á, bởi vậy cho nên nhiều người ta ăn uống kỹ lắm. Người ta ăn những thực phẩm mà organic á, nó tự nhiên á, là có lý do nha. Có nghĩa là người ta đang nạp cái kiềm cho cơ thể đó, nạp sẵn đó, để lỡ người ta có bệnh thì cũng dễ dàng vượt qua. Còn cơ thể mà cứ ta mời gì, mời nước ngọt, mời thuốc lá nè, cho mình cồn rượu bia nè, cho mình đạm động vật nè, thì những cái đó mình phải cẩn thận. Vì nó là axit đó. Axit mình nạp vô cơ thể, tới khi mình phát bệnh ra cái này nó sẽ làm cho bệnh mình nó phát triển nhanh hơn. Cho nên mình không được tích lũy cái này, mà mình phải tích lũy này nè đó. Mình muốn khỏe mạnh hoài hoài, sống thọ, sống là phải đi kèm với khỏe. Ví dụ mình sống 70-80 tuổi, 90 tuổi đi, nhưng mà mình phải khỏe đó. Thì mình phải tập trung cái này nè, rau xanh trái cây. À, khó chịu khi nào mà mình cảm thấy mình khó chịu, mình muốn thanh lọc cơ thể, mình ăn cháo vào nó thanh lọc cơ thể. À, vậy thì hiểu được chỗ này rồi, thì trong quá trình hỗ trợ điều trị ở đây, tự mình biết, tự mình điều chỉnh. Mình thấy cái nào không được, mình thấy tiếp xúc với đám khói đó, ví dụ như cái nhà cái bên họ đốt khói đó là nó quá chắc đó, mình hít vô nó vẫn ảnh hưởng nha, thì mình phải né nó ra. À, gồm nước ngọt ta mời mình mời mình điếu thuốc cũng không được uống, mời mình ly rượu mình không được dùng. Không phải vì tôn giáo mà là vì sức khỏe của mình, phân biệt chỗ đó. Ở đây các thầy chỉ tập trung về sức khỏe thôi. À, vậy là phần này hiểu rồi ha, có ai không hiểu không?